Hôm nay mời mọi người đi hái nho thân gỗ với mình nha. Hôm nay mình có trái mới nữa nè. Coi vậy chứ khó hái nha. Ủa rồi biết trái nào nó chín để hái đây? Cứ bóp mềm mềm là được chị. Ừ. Em sợ nó rụng luôn mấy không, cái kia. Không, chị cứ bẻ thẳng. Xoay không hay bẻ, là? Bẻ, bẻ. Đấy. Ừ. Mạnh tạnh, dặn dặn tay, từ từ dặn dặn thôi. Ý da, rụng rồi. Coi vậy chứ không dễ hái nha mọi người. Bởi vì nếu như mà mọi người hái không khéo á, thì nó sẽ rụng luôn những trái xanh và rụng luôn những cái bông của cái đợt trái mới. Không ổn.